Xin chào mọi người. Thì như mọi người đang thấy trên cái hình này, cái xe nó có quá trời lốp luôn. Lốp thì nó treo mấy lốp bé nó treo đó, mọi người thấy không? Quá trời lốp luôn đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip nói về tại sao lại có những quả lốp như thế này, nó có công dụng như thế nào. Thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu nha. Nguyên nhân tại sao một số xe tải có những bánh xe phụ lơ lửng không chạm đất? Trông có vẻ kỳ quái, nhưng những bánh xe phụ này có mang vai trò quan trọng của riêng chúng. Liệu bạn có bao giờ từng để ý rằng một số mẫu xe tải lớn đôi lúc có một số bánh xe phụ gắn lơ lửng ở trên không một cách khó hiểu? Thực tế, chúng không phải là lốp dự phòng và cũng không phải để trang trí, kể cả khi chúng được gắn ở trên nóc của một chiếc xe tải. Chiếc xe tải Sterling LT9500-2007 này có rất nhiều trục phụ. Câu giải thích đơn giản nhất là một chiếc xe tải càng có nhiều trục bánh thì nó càng có thể tải nặng hơn. Nhưng nó càng sử dụng nhiều trục bánh thì khả năng bẻ lái của nó càng giảm. Nhiều trục bánh hơn cũng khiến một phương tiện ít tiết kiệm hơn bằng cách bổ sung thêm lực chống lăn và cả chi phí vận hành. Hơn nữa, sử dụng càng nhiều lốp đồng nghĩa rằng số lượng lốp cần thay thế cũng càng nhiều và lốp xe tải loại lớn thì không hề rẻ. Đó là lý do tại sao một số xe tải chở hàng nặng có một phần phụ tùng được gọi là đờ dốp ale, trục rơi, và chúng có tác dụng theo đúng tên gọi. Đờ dốp ale dành phần lớn thời gian của chúng treo trên phần bụng của xe tải cho tới khi cần thiết tải nặng hơn và nó có thể hạ thấp xuống mặt đường. Trục rơi là một phụ tùng quan trọng từ quan điểm pháp lý. Tại Mỹ, giới hạn trọng tải hợp pháp đối với các xe thương mại được tính theo mỗi trục bánh và có sự thay đổi theo từng tiểu bang. Do vậy, các trục bánh phụ này không chỉ có tác dụng giúp gia tăng trọng tải khi cần, chúng còn là trang bị cần thiết để tuân thủ đúng luật pháp xe tải. Không chỉ có thêm các trục bánh phụ ở giữa bụng xe, một số xe tải còn có thêm một trục ở phía sau cùng mà khi cất lên nóc xe thì trông sẽ giống thế này. Nói một cách ngắn gọn, những trục bánh phụ trên xe tải thế này có tác dụng gia tăng thêm sức tải khi cần thiết và đáp ứng cả yêu cầu luật pháp từng nơi. Mọi người nghĩ sao về con xe nhiều lốp này? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên ấn thích cho kênh nhé!